không để nhiều lên nữa ít bữa lái, cứ càng nhiều lên không mắc đâu. Rồi một thùng đấy là không đường đó nha, thấy không, mày chỉ cái rồi. Được. Tại vì uống cho đỡ ngán. Được. Rồi. Nãy gì có vô đâu nó. Đó đó. Ờ. Sữa nào rồi xuống xuống đây coi chị bé bé sẵn lấy một lon sữa gì đó cho anh đấy em bé tả gần đấy lấy lon gì chị? Hãng gì? Bobby hay Huggy? Lấy bao nhiêu tiền? Lấy loại bao nhiêu tiền? Bịch bự nhất. Sen L phải không? Bobby Sen L. Nửa ít đường nửa dâu và một thùng TH có đường nhỏ. Rồi. Thêm một bịch tả Bobby size L luôn. Lớn. Rồi. Bé thì rồi đứng đứng tính bịch mấy cái kẹo trước đi. Rồi. Mình đang cần món gì nói nữa. Đầy đủ. Có. Mai khai trương hay sao? Xong hết chưa? Ê xong xuôi cái nhà chỗ mình ở chưa, chỗ mặt bằng hết chưa?